Dạ. Ôi trời, con bành kia luôn. Ôi trời, con núi. bà nếu mà bà... thì con nghĩ nếu mà bây giờ á, trường hợp mà bà không có đi á, mà bà cứ ở đây á, thì sẽ sớm muộn gì bà lại bị bắt nữa, hoặc là người ta lại xin số bà không cho, người ta ghét, người ta làm điều xấu. Bây giờ bà nghe lời con ha, à, hay là ở bên mộ. Bà chỉ bị mười mộ kìa, ngay bên mộ không ạ? Khoan, Trong trong bên mộ phải không? Tại vì trong nó có lỗ. mà xách cái máy lại gần xíu nữa, nói chuyện bạn chút đi rồi tính. Đi đi. Ở đó, tao lấy cho, tao qua nhanh. Biết làm gì. Ông mới đi về mẹ đi. Gì? Đi về mẹ đi Bà chứ để tôi đốt thấy. thuốc cho cúng cái. Đi sao giờ, sao quằn hoài cũng không thấy được gì. Bây Giờ giờ á, cái duyên của bà rồi, không tới với mình rồi. tụi con bây giờ thật sự ra cũng hết cách rồi. Bây giờ tụi con đốt cho thuốc này, tụi con tạm biệt bà. Không biết nguyên nhân vì sao, nếu chứ phải có được nguyên nhân và cũng như là lý do tại sao bà bị như vậy thì tụi con mới có cách nào đó để mà giải quyết giúp bà. Và những gì bà nói tụi con hôm trước đó, thì tụi con phải cần xác thực nơi nào đó rõ ràng á, thì tụi con mới có biện pháp để mà Giúp giúp đỡ đỡ bà. bà được. Chứ bây giờ mà bà không ra nói chuyện với tụi con mà cũng như là không có cho tụi con được thông tin rõ ràng thì nó rất là khó, giống như là một khi đá biển vậy. Tụi con không biết cái hang này, nói chung nó nhỏ nhưng mà thật sự nó cũng lớn, tại vì có lá bùa nó rất là nhỏ thôi, tụi con không dễ dàng được kiếm được đâu. Mô gì được Phật, thôi giờ đi về hay Lắng sao? vậy. Ui, sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau Gì lưng. sao luôn hả? Thấy dòng. Ủa Phước à, Đây nè, gì bên đây nè, sao lưng nào? bên đây nè, nhìn thẳng vô hốc đen coi. Bà ngồi. Nam mô Phật, con chào bà. Ném lên thì có máy đây. Đó đó, trong hốc Bà đen đó. ơi, con đến gần bà có tiện không? Có được không? Dạ. Có ảnh hưởng gì với bà không? Không. Để từ từ tôi hỏi coi. Nói thẳng em ơi. Nam mô Phật. Bà Ổn không? ơi, thì hôm trước Ấy. bà có mượn xác cậu con và có nói con biết là phía sau cục đá chỗ bi mộ của bà có một lá bùa, đúng không? Thì sẵn đây bà có thể chỉ rõ ràng cho tôi có biết được nơi nào, vị trí nào. Hồi nãy. Ủa còn hồi nãy con hồi nãy con gỡ cái lá bùa dưới đó là lá bùa nào nữa vậy bà? Lá bùa của ông kia phải không? Bà không biết. Không, nhiều khi bà biết quá. Bà Bà hiện chỉ đây tại nè, mà chỗ nào đá nó bằng kia. bà nói với con đó là con chỗ là gặp. Bà nói con là cái lá bùa nằm dưới đâu? Ở dưới cục đá bự nè hả? Ở chỗ bi mộ. Bà chỉ xéo gì đó. Thì thấy này nè, Mà không biết chỗ nào. mà phải đi mộ À, hay là ở bên mộ. bà chỉ biết bị mộ kìa, nghe bị mộ không ạ? Trong Khoan, trong bị mộ phải không? Tại vì trong nó có lỗ. mà xách cái máy lại gần gần xíu nữa, nói chuyện bạn chút đi rồi tính. Đi đi. Ở đó, tao lấy cho, tao qua nhanh. Gió dữ ta, nổi gió là dữ gì? Được rồi. Bây giờ là con thấy ở cái bia mộ bà có một cái lỗ gì đó, cái trống. Để tao nghĩ là thử thì coi là thì có. thì con không biết là có phải trong bia mộ đó không. Mà gật đầu á, Đâu có gì đâu. không có gì hả? Không. Cái gì? Hay là phía sau lưng bia mộ? Sao dám dỡ lên? Mà bây giờ tôi con dỡ cái bia mộ lên sẽ vỡ được cái bia mộ của bà đó. Hỏi kỹ cho tao coi thử coi. Bây giờ bà nói nghe bị mộ, Tao kiếm thấy chứ. Để tao kiếm kỹ lại coi. Không có. kỳ ta. Ây da, kiếm. Để nó dạch 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 mấy cái cục đá. Bà có mượn xác cậu con và có nói con biết là phía sau cục đá chỗ bi mộ của bà có một lá bùa, đúng không? Thì sẵn đây bà có thể chỉ rõ ràng cho tôi có biết được nơi nào, vị trí nào.
hồi nãy ủa rồi hồi nãy hồi nãy con gỡ cái lá bùa dưới đó là lá bùa nào nữa vậy bà? Lá bùa của ông kia phải không? Bà không biết, không nhiều khi bà biết quá. Bà Bà hiện chỉ đây tại nè, mà chỗ nào đá nó bằng kia. bà nói với con đó là Bấm chỗ nó gặp. bà nói con là cái lá bùa nằm dưới đâu, ở dưới cục đá bự nè hả? Ở chỗ bi mộ. Bà chỉ xéo gì đó. Thì thế này nè. Mà không biết chỗ nào, Mà phải bi mộ à, hay là ở bi mộ? bà chỉ bi mộ kìa. Nghe bi mộ không ạ? Trong Khoan, trong bi mộ phải không? Tại vì trong nó có mà xách cái máy lại gần gần xíu nữa, nói chuyện qua chút đi rồi tính. lỗ. Đi. Ở đó, tao lấy cho, tao qua nhanh. Gió dữ ta, nổi gió là dữ gì? Được rồi. Bây giờ là con thấy ở cái bia mộ bà có một cái lỗ gì đó, cái trống. Để tao nghĩ này, thử coi thì là thì có. thì con không biết là có phải trong bia mộ đó không, mà gật đầu á. Đâu có gì đâu. Không có gì hả? Không. Kỳ vậy. À, là phía sau lưng bia mộ. Sao dám dỡ lên? Mà bây giờ tôi con dỡ cái bia mộ lên sẽ vỡ được cái bia mộ của bà đó. Hỏi kỹ cho tao coi thử coi. Bây giờ bà nói nghe bia mộ. Tao kiếm thấy chứ. Để tao kiếm kỹ lại coi. Không có. Vậy ta. Ây da. Kìa. Để nó dạch 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 mấy cái cục đá ra thử coi. Kiếm Bà ta. ơi, bà cho con hỏi là cũng như nguyên nhân Không thấy. vì vì sao mà bà lại ở đây, bà có thể cho con biết được lý do không? Kiếm tới. Mà ai đó đã nhẫn tâm đã trấn yểm bà lại nơi đây không để bà siêu thoát. Bà có thể nói kỹ hơn, có phải trong mi mộ không bà? Bà gật đầu á. Bà không biết là ai đã hại bà và lúc lúc bà mắc á, là do nguyên nhân như thế nào, người ta hại bà hay là do Kỹ tai nạn đó. hay hoặc là do tuổi già của bà? Nó dạch ba cục đá lên rồi con không thấy luôn. Dạ. Bị người ta bóp cổ chết à? Kỳ vậy? Dạch Bà chứ bị không bơm kỳ. nổ chết. Nhưng mà con thấy cái bia mộ bà lại đặt phía trước cục đá này. Như vậy là ngôi mộ bà vốn dĩ nằm ở dưới cục đá hay hoặc là bị đá đè lên? Cái gì chồng? Vậy là đá lăn xuống đè. Vậy là cục đá này đè lên mộ bà. Và bà bị bơm nổ mất. Tao kiếm nãy giờ không thấy gì dưới vậy á. Vậy mà cho con hỏi khu vực này nó còn bơm không vậy? Đây hả? Là gỡ cái bom bỏ đi. Thôi. Thôi bà giờ về nè. Bà nói ở dưới bia mộ nhưng mà nãy giờ có tiếp không gặp. Bà nhớ kỹ là có phải không? Hay là người ta dời chỗ khác rồi? Giấu rồi. Giấu rồi. Vậy từ hôm mà tụi con đến đây đến giờ cái người đó có đến đây không? Một lần. Vậy là Họ cái đến đây rồi họ làm gì bà? họ biết, vậy là có thể họ đã giờ đi nơi khác. Kỹ ta. Bà có biết hiện tại nằm đâu không? Ừ. Cái gì? Ôi da, cái gì? Cái gì? Các bạn ơi. Bả vẫn còn ở đó đó nhưng mà cái là nguy hiểm quá, sau lưng mình không biết cái gì sau lưng. Ơi, ơi. Cái gì? Gì? Có tiếng ai đi á? Có tiếng ai đi á? Ớt quá. Ây da. Ây da. Xuống ra. Bà nói bị mộ mà nãy giờ kiếm có Bà thấy nói đâu. bị mộ hoài luôn á. Bị mộ có gì đâu. Có gì không?
Đi cô kỹ coi. Tôi đặt cái máy xuống người ta tiếp mà nó tao kiếm nãy giờ rồi. Bị mộ bị nằm bị mộ chứ đâu. Đây nó có cái lỗ nè. Thì có lỗ đó, lỗ rồi nó vậy rồi mà. Ủa, không đụng vô. Bị mộ người ta sao dám. Ê mày nhìn góc bển nhìn qua coi. Có gì không? Nó thui vậy. Bà nói trong bia mộ sao mà tụi con thấy gì không? Không thấy đâu hết rồi. Cái bia mộ này bể rồi có người chim sửa lại nè. Nè. Có người chim sửa lại chứ không phải là vậy đâu. Có sửa. Có thấy cục đá phía sau chim cái bồ cho tới cái bia cho thẳng lên này cả nha. Có gì vậy không? Không. Có gì đâu. Tao kiếm nãy giờ không chết luôn, có thấy đâu. Dạ. Đi thuốc. Không thấy gì luôn ta. Bà cho tụi con thấy thì tụi con mới giúp bà được chứ kiểu này rồi sao đây? Mà bà nói là họ giờ đi rồi mà giờ bà biết không nữa. Không, bà nói đằng kia đằng á. Ừ mà hồi nãy hỏi là bà nói có cái người đó đến đây một lần. Thì giờ bây giờ ra đây chứ làm gì đằng kia mà đằng đây. À biết đâu. Kỳ. Sao tại mình sao dám mà dỡ cái bia mộ ra. Thôi dỡ cái là bể hết luôn. Nó cứ trơn rồi. Vậy như nó còn dính dính rồi mình còn ấy. Bởi vì nó bể cái đụng tới là đụng hết mảnh nó trơn rồi. Như nào? Bơi. Ở dưới mà ở dưới nào mới được? À tụi con biết. Ở đây. Dưới đất. Ở dưới đất. Ê. Sâu. Này giống như ai đào vậy? Ú. Gì? Mất cục đá rồi. Ừ. Đúng không? Ừ, còn đó đâu rồi? Ê, dỡ đá lên luôn, đá nó có gì không? Nó hai cục mà kì vậy? Ừ. Mà dưới đất sau gì mình có gì đâu đào. Có gì đâu? Phải có đồ đạn nổ banh sáng luôn. Ừ. Úi não à. Làm ra tao kiếm lại cái coi. Cũng sẽ gặp mà thì giờ không gặp con biết sao giờ. Ấy. Gì? Gì? Ấy. Cái gì? Dĩ qua cho nội. Cái lỗ. Cái lỗ có lỗ nó giờ mà. Trong lỗ có cái gì á? Có cái gì? Có gì á? Mà lấy cái máy lại đây nè. Con sáng vô đỡ quá. Có gì đang cộng cộng giống như chân con gì kìa. Mày có gì trắng cái gì á? Có nhiều chân gì nè, gì nè. Bông cái giống. Có gì chân trắng trắng trắng. Không biết làm sao. Trong này nó có ba cái gì ở đây nữa mày. Cho hay gì nè. Ừ. Mày cho nó cái gì? Mày có quẹt đưa tao cái quẹt đây. Quẹt đâu cháy được. Quẹt đâu sáng được. Quẹt khè rồi sáng. Quẹt lửa rồi sáng mà khè. Kỳ
tiêu quẹt luôn á, tức dữ vậy. Có gì trong này mà không thấy đường được. Cái gì? Cái gì? Thấy rồi. Cái gì? Lá bùa. Không phải. Cái là gì? Bà bị đè trong này nè. Bà đẹp đó. Bà hóa thân ra là một cái con vật. Bà bị đè trong này nè. Con vật đó là gì? Con núi. Gì? Con cua. Con cua. Tao nghĩ là bà đó. Thôi bà không nha. Bà. Tao nghi rồi, thấy bây giờ sao có cái chân cái giò mà ra. Không được. Đâu? Sao lấy ra? Sao tao biết? Tao lấy gọng, gọng lại xíu. Tao nghi lắm mà. Tao nghĩ là bả bị đè chứ nè mày ơi. Nè. Sao lấy cái được nó quan trọng nè. Tao sẽ làm cách cho ra nè. Có cái gì kìa quá. Bây giờ bà quay ra, không ra thì bà ở chổng nha, để con làm. Không ra thì bà ở chổng. Có cái gõ không gõ cho cái nhà bây nấy nha. Bây giờ bà ra, không ra bà ở chổng. Bây giờ ý nghĩa mình cố gắng mình giúp thôi. Bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nếu ông bà ở đây nhập đây linh thiêng thì hãy giúp đỡ cho vong linh ở đây á sớm ngày giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ok. Gió mạnh dữ. Kì đó. Tao rút cái này vô chổng đi. Mà lấy với tao, ý mình còn với cô miếng cây với cúng không? Còn gì mà. Nè. 500 euro. Đưa tao 500 đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Mày tắm đồ ướt luôn rồi. Nè đây nè, đây nè, hai mình nè. Cầm đi, cầm đi. Niệm đi, chú tiếp nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Đốt cháy cái lá bùa phía trong. Ừ. À. Bà gà. Gà. Nè. Ôi trời. Con bành kia luôn. Ôi trời. Con núi. Bà ơi, nếu mà bà là bà đưa con đưa đi tay vào Tú, bà đừng kẹp nha. Thôi dạ. Thôi con tự xử đi. Nhẹ nhẹ, nhẹ thôi. Bà. Nghe bà nói không? Nghe. Bây giờ con để bà đây. Bà đừng có chạy nha. Thấy không mày? Thấy gì mà. Thấy thấy thấy. Đó. Nếu mà là một con cua thông thường thì chạy rồi. Cả nhà. Vậy là bà đã bị bây giờ bà hóa thành 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 hình dạng của bà đi. Đồng quá quá không được. Mình ve cái đây, mình ve cái đây. Mình ve cái cho bà hóa đi. Cho hóa hình hài bà đi. Lạc cái máy ra đi, để tao ngồi đây đi. Ừ. Giờ bà ơi, giờ bà đi được rồi đó thì bà hãy hóa ra hình hài của bà đi. Hình hài bà như thế nào thì bà hóa ra để cho tụi con thấy rõ đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông phải ra ngồi kế bên ông bà sao có quá được. Tại vì có cái ông ngoài đi cho vô lại nữa kìa. Rồi. Không còn nằm cặp bằng không. Không vô. Cứ để đi. Bà ra, nói chung là bà thoát ra được rồi đó.
Nghe cả nhà, lỡ đây nè. Nằm ngoài đâu có vô trong đâu. Cứ để đi, cứ để đi. Ông đi ra ngoài đi. Mà lỡ cho cả nhà theo coi. Biến mất tiêu rồi. Gì? Biến mất tiêu rồi. Biến mất tiêu rồi. Biến mất tiêu rồi. Ôi. Kì. Bây giờ mới ra được rồi đó. Giờ mới ra được rồi đó. Mình niệm chú cho mình. Mình lấy mình giúp bỏ bỏ cả được rồi đó. Ê, trời mày ơi, mày ra trời. Bỏ ơi Hoa, bọn vậy là mừng quá rồi. Tao bây giờ sao mà bà lại bị ông ta quá. Cái âm cái. Ai là hại bà ơi? Bà bị nhốt đây bao lâu rồi? Lâu dữ gì sao? Bây giờ bà ơi, tụi con hổm gà người ta đến đây cúng kiến đó, có ai à? Có ai mà thật sự mà gọi là thật lòng để giúp bà không bà? Hay là có tụi con đến đây thôi? Xin số không hả? Xin số không, bà không cho bị đập mà đập bia nữa hả? Vậy là bữa hổm bà ở trong bị yểm phía sau cục đá đúng không? Rồi họ đến đây họ dời bà ra đây. Mà sao bà hóa thành cua? Người ta biến bà thành cua. Mà phải. Mà phải biến bà thành cua sao bác còn bỏ hủ luôn xong luôn. Ừ. Sao bác thành cua mà để xem núp bà núp sao đó. Đập mồ luôn. Bà nói bà bẻ giò đó rồi mà bà trả thù họ. Thôi bây giờ tụi con vậy nè, tụi con khuyên bà nếu mà có duyên với tụi con mà tụi con đã giúp đỡ bà cảm thấy là tin tưởng tụi con thì mong rằng bà gọi là quy y theo cửa Phật để sớm ngày siêu thoát nha bà. Bây giờ con nói cho bà nghe là bà ở đây hoài cũng vậy nha. Thì con nghĩ nếu mà bây giờ trường hợp mà bà không có đi mà bà cứ ở đây thì sẽ sớm muộn gì bà lại bị bắt nữa, hoặc là người ta lại xin số bà không cho, người ta ghét, người ta làm điều xấu. Bây giờ bà nghe lời con ha. Chị về con cho hai cháu con đi ra ngoài, cho bà ở đây bà suy nghĩ. Bà biết tụi con, bà nghe những gì tụi con nói, thấy cái gì, tất cả những gì tụi con làm thì bà suy nghĩ đi. Con tụi con ra ngoài rồi để đây. Nhưng mà ở đây con nói là bà suy nghĩ cái việc bà đi về chùa hoặc là thôi giờ nè, tụi con sẽ ra bên ngoài để cho bà ở đây suy nghĩ một thời gian. Sau đó sẽ con chở vô, nếu bà thành tâm và cũng như là hướng thiện và quy y thì tụi con sẽ đưa bà về một ngôi chùa gần đây để bà tu tập sớm, để mà bà có thể sớm được siêu thoát, để mà giảm cái tội của mình ha. Dạ, thôi cứ để bà ở đây cùng mình đi. Bà suy nghĩ kỹ đi rồi tụi con sẽ giúp bà đi, để kẻo sau này bà hối hận. Thank you.
bà suy nghĩ sao rồi? Bà muốn đi đâu không? À, tụi con giúp đỡ cái gì chùa hoặc là đến một cái nơi nào đó mà bà mong muốn, không phải ở đây để người ta làm những điều này nữa. Được không ba? Được ha. Bây giờ như thế này đi. À, tụi con thấy bà ở đây cũng thật sự ra cũng là một nơi hoang vắng và có vẻ như ngôi mộ của bà thì nó cũng không còn nguyên vẹn. Ở đây thì cũng lạnh lẽo và nước lúc nào cũng ẩm thấp chứ. Thì tụi con thấy bà cũng khổ sở. Thì tụi con hy vọng muốn hướng bà về chùa. Cho bà về đó để có cơ hội để mà nghe kinh kệ, để mà sớm được siêu thoát, để mà làm một con người mới. Nói chung thì cũng tùy cái nghiệp của bà thôi. Tụi con cũng không có chắc chắn là bà sẽ thành một cái con người hoặc là một cái động vật nào đó. Đó tùy nghiệp của bà. Nếu mà bà tu tập được tốt thì bà sẽ trở nên về một cái cõi khác tốt hơn. Nếu bà bằng lòng thì hai cô cháu con giúp cho đưa bà đi ha. Nói chung là tụi con đưa bà đi đến một cái nơi nào đó tốt hơn, đối với tụi con thấy tốt. Nhưng trường hợp ở nơi đó mà bà thấy không tốt, bà cũng có quyền lựa chọn nơi tốt hơn. Nhưng mà bà hãy cố gắng làm sao tu tập để sớm ngày giải thoát. Tại đây đó là tụi con giúp bà cái phương tiện đi thôi. Còn cái việc bà có siêu thoát hay không là phải do chính cái nghiệp lực, những cái điều mà bà, những cái bà phải tiêu tan những cái oán hận, những cái thù hận, những cái đau khổ, những cái vương vấn trên cái bụi trần này bà mới siêu thoát được. Còn mà nếu mà bà vẫn còn tâm, bà vẫn còn hướng đến là những cái điều không tốt thì bà cũng không bao giờ là siêu thoát được đâu. Ở đây tụi con giúp bà, nhưng mà giúp bà cái phương tiện thôi. Đi đâu rồi? Gì? Đi đâu rồi? Phía sau qua máy. Bà hiểu ý con không? Giúp bà là giúp phương tiện thôi, chứ không có giúp bà là đưa bà tự giải thoát. Bà thì có không có ai giúp bản thân, không ai giúp được chính mình, chỉ mình giúp mình được thôi. Phật đã từng nói mà, chỉ có chính bản thân ta mới có thể giúp đỡ ta thôi, chứ không có ai giúp đỡ được. Cho nên nếu bà về và tu tập sớm ngày siêu thoát, các bạn bấm vào đây nha. Nếu không thì sọc sạc sọc sạc. Bà muốn sao? Ý bà sao? Hay ơi. Bà muốn mình mang bà đi bằng cách là nào làm bằng tay á. Được, con hiểu rồi. Cái cách này thì con để bà vào lòng bàn tay con ha. Môi gì đâu vậy? Không có gì đâu, là bằng tay mày đi. Nè. Đi đâu đâu vô đâu cũng được. Ông ngồi thử làm luôn đi. Thì bà ơi, bây giờ bà nghe, bây giờ bà vào lòng bàn tay con. Thì con nói chung là con không có hứa là chắc ăn là đưa bà đến những cái nơi gọi là tốt, nhưng bà ở đó bà tìm đến nơi đó rồi bà tự tu tập từ từ bà giải thoát ở đó, người ta sao kệ người ta. Còn nếu mà không được nữa mình tìm chỗ khác hơn, nhưng mà tâm mình phải nhất tâm sớm ngày tụng niệm để siêu thoát, chứ đừng có thấy chỗ đó không tốt rồi cái làm những điều xấu, ngược lại là không nên các bạn. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Sa Di Đà Phật. Rồi đi 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 về cái nhà. Ở ngoài của chú thì nói chung thì nên ở đây thật sự cũng rất là khó gian nan. Thì bây giờ con cũng đã đưa bà vào cái lòng bàn tay rồi, bây giờ con sẽ mang đến chùa luôn. Được rồi, nam mô Di Đà Phật. Cả nhà cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của con. Tụi con xin phép rời đi cả nhà. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Phật, chào cả nhà.